Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ươm mầm Vlog sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một loại hạt giống mới, đó hạt giống hoa tam giác mạch nhé. Đó, thì như các bạn cũng đã rất là quen thuộc với cái tên gọi là hoa tam giác mạch rồi. Cái hoa tam giác mạch này thì nó thường thường là sống trên vùng cao, đúng không các bạn? Đó, thế thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách trồng hoa tam giác mạch này. Một cái gói hạt này, này các bạn nhìn này, đó. Cái hạt của hoa tam giác mạch nó như thế này, nó khá là to nhé các bạn nhé. Thế thì với cái điều kiện khắc nghiệt ở trên vùng núi mà hoa tam giác mạch của chúng ta cũng lở được, đúng không ạ? Khá là đẹp và bắt mắt. Thì vậy thì cái hạt giống này mà khi mang về dưới vùng xuôi của chúng ta thì các bạn sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ xử lý cái hạt giống này trước khi cho vào gieo. Đó là các bạn sẽ ngâm vào nước ấm như thế này khoảng tầm 2 tiếng. Đó. Thì với cái hoa tam giác mạch này nó cũng rất là dễ trồng, nó không kén đất. Bởi vì là nó được sinh trưởng và phát triển cái vùng khí hậu rất là khắc nghiệt như ở trên vùng núi, thì khi đem về dưới xuôi của chúng ta thì nó lại rất là dễ dàng, nó dễ hơn rất là nhiều so với chúng ta trồng trên vùng cao. Thế thì cái đất ở đây nó không quá kén, thì các bạn lưu ý một chút, đất trồng hoa tam giác mạch ở đây thì các bạn nếu nhà nào mà có cát đen ấy, hoặc là đất cà pha cát ấy, thì các bạn có thể trồng luôn xuống dưới đấy, bởi vì là cái hoa tam giác mạch này nó rất là dễ. Thế thì ở đây, cái phần đất ở đây thì các bạn nên nhớ là nó phải rất là tơi xốp như thế này nhé các bạn nhé. Tơi xốp như thế này. Đó. Bởi vì cái rễ cây của cái hoa tam giác mạch ấy nó rất là yếu và mỏng manh, vì thế nó không thể chịu được cái đất thịt nặng hoặc là đất thịt trung bình đâu, nó phải là đất thịt nhẹ, cực nhẹ. Đó. Độ tơi xốp phải rất là cao. Thoát nước tốt. Đó, các bạn thấy không? Đất ở đây rất là thoáng này, rất là tơi xốp này. Đó. Thế sau khi mà các bạn ngâm được khoảng tầm 2 tiếng rồi thì các bạn sẽ cho ra một cái khăn ẩm như thế này. Cái khăn ở đây các bạn có thể sử dụng bằng khăn ướt, hoặc không thì các bạn sẽ sử dụng bằng cái khăn giấy ăn của chúng ta ấy ạ, cái loại dày một chút. Các bạn sẽ thấm nước của cái khăn đó đi. Và đây các bạn sẽ cho hạt hoa tam giác mạch này của chúng ta vào đây để chúng ta ủ. Thế thì trong quá trình ủ các bạn nhé, các bạn lưu ý là cái độ ẩm nó rất là quan trọng đối với hạt của chúng ta, nó có nảy mầm nhanh hay không. Thì các bạn đã cho vào khăn ẩm như thế này rồi thì chúng ta sẽ cho vào chỗ râm mát. Trong vòng độ khoảng tầm 2 ngày thì hạt của chúng ta nó sẽ nảy mầm. Đấy là với cái điều kiện mà các bạn sẽ để cho cái độ ẩm nó cao. Thế còn nếu không thì nó sẽ kéo dài khoảng tầm vài 3 ngày. Thế sau khi mà các bạn đem ủ thì hạt của chúng ta nó đã nhú mầm. Thì các bạn sẽ đem cây của chúng ta ra trồng, hạt của chúng ta nảy mầm ra trồng với người ta chủ yếu dùng ở đây là cái cát đen, hoặc không thì cái đất như thế này, đất nó phải tơi xốp như thế này các bạn nhé. Thế thì với một cái khay hạt như thế này thì mỗi một lỗ này thì các bạn sẽ cho một hạt vào đây cho tôi. Đó, chúng ta sẽ đào sâu xuống độ khoảng tầm 1 đến 2 cm tạo thành một cái lỗ nhỏ để chúng ta cho cái hạt hoa tam giác mạch vào đây. Bởi vì cái rễ của cái cây hoa tam giác mạch ấy nó cũng ăn khá là lông và nó rất là yếu, vì thế là các bạn cũng lưu ý một chút, cái hoa tam giác mạch này của chúng ta không cần phải chăm sóc quá nhiều, các bạn không cần phải bón phân cũng được, không vấn đề gì cả, hoặc có không thì phân nó phải là phân hữu cơ này, hoặc là phân ở chuồng ủ hoa đó. Thế sau khi các bạn đã cho hạt xuống rồi thì chúng ta sẽ tưới ẩm lên đây.
thật ẩm các bạn nhé. Cái độ ẩm của nó phải chiếm khoảng tầm 70% thì hạt của chúng ta nó sẽ nảy mầm lên thành cây rất là nhanh. Đó. Hàng ngày các bạn sẽ che chắn lại cho đến khi cây con của chúng ta lên. Thế thì sau khi mà gieo hạt rồi thì các bạn sẽ để cái khay ở cái nơi râm mát, cái ánh sáng khuếch tán nhẹ thôi, hoặc không thì chúng ta sẽ để vào trong cái chỗ phần hiên thì nó sẽ có lửa ánh sáng chiếu vào và ở bên trong nó vẫn là râm mát thì cũng được. Cây của chúng ta khoảng tầm một tuần sau nó sẽ lên thành cây con. Và lúc này thì cây của chúng ta còn khá yếu nên các bạn sẽ phải dùng những cái cọc để chúng ta chống đỡ cái cây của chúng ta. Mỗi một cây hoặc là không thì các bạn sẽ đào xung quanh để đỡ cho cái cây của chúng ta nó không bị đổ ngã, gãy. Khi mà cây nhận được đủ cái ánh sáng rồi thì cái chất dinh dưỡng rồi thì cái hoa cây tam giác mạch của chúng ta nó sẽ phát triển rất là nhanh chóng và cứng cáp. Đó. Thế thì thời vụ để gieo trồng cái hoa tam giác mạch này là vào hai mùa. Như ở dưới chúng ta về miền xuôi thì các bạn sẽ gieo vào mùa xuân là từ cuối tháng 3 cho đến đầu tháng 5 thì các bạn sẽ gieo cái hoa tam giác mạch, và mùa thu là gieo vào từ cuối tháng 7 cho đến đầu tháng 8. Đó là có hai vụ để các bạn sẽ gieo trồng hoa tam giác mạch. Về cái cách chăm sóc của hoa tam giác mạch nó cũng rất đơn giản thôi. Hàng ngày các bạn sẽ tưới nước một ngày hai lần, vào buổi sáng sớm và buổi chiều mát, để tạo cái độ ẩm cho đất và để cho hoa của chúng ta sẽ phát triển. Các bạn nên tưới nước, tránh tưới vào buổi trưa các bạn nhé, bởi vì cái giữa trưa thì cái ánh nắng nó rất là hay là gay gắt, cây hoa của chúng ta nó sẽ bị héo và chết nhanh. Nếu mà các bạn thực hiện đầy đủ theo những cái bước ở hướng dẫn ở bên trên thì cây nó sẽ phát triển nhanh chóng và có thể nhú hoa sau một tháng tính từ cái thời điểm bắt đầu gieo trồng. Hoa tam giác mạch thì nó có cái vòng đời rất là ngắn, nó chỉ tầm một tháng thôi là nó đã tàn rồi. Thế cho nên là khi mà cái hoa của chúng ta mà các bạn gieo trồng thì trung bình thì khoảng tầm 3 tháng sau nó sẽ cho ra hoa. Đó, thế còn nếu mà bạn nào mà chăm sóc tốt thì khoảng tầm 1 tháng sau thì bắt đầu chúng ta đã thấy những cái hoa đó nó nhú ra rồi. Thế thì cái nhiệt độ sinh trưởng của hoa tam giác mạch nó cũng rất là thấp thôi. Vì hoa tam giác mạch là cái loại cây ưa nhiệt. Nhiệt độ nảy mầm của hoa tam giác mạch là ở từ dao động từ 15 cho đến 30 độ C. Và thường nảy mầm là từ 4 đến 5 ngày sau khi gieo. Và cái nhiệt độ tối ưu cho cây phát triển là từ 18 cho đến 22 độ C nha các bạn. Ở trong cái thời kỳ ra hoa thì thấy khí hậu nó khá là mát mẻ và phải tương đối ẩm ướt, nó sẽ có lợi cho việc ra hoa và tăng năng suất thế hoa của chúng ta ra nhiều hơn. Khi nhiệt độ của các bạn thấp hơn 13 độ C hoặc là cao hơn 25 độ C thì cái sự tăng trưởng của hoa tam giác mạch nó sẽ ức chế và nó không thể phát triển được nữa. Đó. Thế thì cái vấn đề tưới phân ở đây thì tôi cũng nói luôn là các bạn lưu ý là hoa tam giác mạch của chúng ta rất dễ lên và cũng rất dễ trồng, vì thế các bạn không cần phải tưới quá nhiều phân. Thì nếu mà các bạn bón phân ở đây thì các bạn có thể bón bằng những cái phân hữu cơ hoặc là phân chuồng ủ hoai thôi ạ. Các bạn tránh tưới đạm nhé, không tưới đạm, không tưới lân, bởi vì đạm và lân nó sẽ rất dễ làm cho hoa của chúng ta bị chết cây. Và tôi xin nhắc một chút, đó là cái vo nước vo gạo hàng ngày của chúng ta nó rất là tốt. Các bạn sẽ lấy cái nước vo gạo đó và chúng ta sẽ tưới cho cây hoa tam giác mạch, nó phát triển rất là nhanh và rất là tốt đó. Thế thì thời gian ra hoa là sau khoảng tầm 3 tháng các bạn ạ, đó là trung bình. Còn nếu mà ai chăm sóc tốt thì khoảng tầm hơn 1 tháng là đã thấy ra hoa rồi.